Thảo luận về dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi, nhiều đại biểu đồng tình với quy định tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân, nhưng phải làm sao để bảo mật những thông tin này? Nên tích hợp một số thông tin công dân vào thẻ căn cước để mà giảm bớt cái thủ tục giấy tờ và tạo thuận lợi cho cơ quan tổ chức trong các cái giao dịch hành chính, rồi các cái giao dịch về dân sự, rồi việc đi lại. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị chúng ta phải chuẩn bị một cái hạ tầng rất là tốt để mà chúng ta bảo vệ được cái dữ liệu này, để tránh cái việc làm tiết lộ những cái thông tin bí mật đời tư. Bên cạnh các ý kiến cho rằng không nên cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi, vì đây là độ tuổi mà đặc điểm nhận dạng khuôn mặt có thay đổi. Có đại biểu đồng tình với việc cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi như dự thảo luật đề xuất. Chúng ta nên cấp căn cước cho các cháu. Tôi nhớ lại, ngày xưa chúng ta có giải đá bóng cho trẻ em dưới 14 hay 12 tuổi đấy. Các nhà trường vì thành tích cứ đưa các cháu 13, 14 tuổi đi thi đấu, làm cho coi như là giải đấu nó lung tung cả. Và cuối cùng cơ quan công an phải giám định xương để xác định cháu nó bao nhiêu tuổi. Nếu chúng ta có cái căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi này, thì việc gì phải giám định đó. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với quy định cấp căn cước công dân cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định quốc tịch. Tôi thấy là cái việc đưa cái làm cái căn cước công dân cho người gốc Việt mà theo xác định của luật thì tôi thấy thiệt tình là chưa yên tâm. Tôi đề nghị là chúng ta cân nhắc thêm cái này. Bây giờ nếu cần thiết thì có thể có một cái quy định tạm thời gì đó, có thể luật là ghi một cái ý là thôi cái đối tượng này nè, giao cho chính phủ gì đó rồi cấp giấy tạm thời gì đó để chúng ta xử lý trước mắt. Như cái này Bộ Công an mà đề xuất là đưa đối tượng này vào làm cái phạm vi điều chỉnh là cái đối tượng, mặc đối tượng không phải cấp thẻ căn cước công dân nhưng là cấp giấy chứng nhận đó, thì tôi nghĩ rằng nó phù hợp. Một mặt là giải cứu chính sách cho họ, mặt thứ hai đó là mình quản lý cho họ, khi mà họ làm ăn bất hợp pháp thì chúng ta quản lý được. Những cái người mà gốc Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam nhưng lại chưa được xác định quốc tịch, đặc biệt là nhiều phụ nữ mà sau khi một thời gian lấy chồng ở nước ngoài, khi quay trở về mang theo đứa con, đấy, cái đứa con đấy thì rõ ràng cũng không được xác định quốc tịch, không có giấy tờ tùy thân, dẫn đến là các cháu rất là thiệt thòi. Chúng ta phải đặt ra vấn đề là quản lý cái số lượng người này, hơn 31.000 người cũng không phải là ít. Cho ý kiến về luật viễn thông sửa đổi, các đại biểu cho rằng thời gian tới, việc quản lý các công trình cáp quang trên biển, kết nối chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông sẽ đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác quản lý. Vì vậy, cần sửa luật theo hướng tuân thủ cam kết quốc tế nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dùng, tính cạnh tranh của môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như công cuộc chuyển đổi số.